công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng Kuwait đã tổ chức lễ công bố dự án khu phức căn hộ thương mại và dịch vụ Starlight Riverside, một dự án xanh tại trung tâm quận 6. Dự án liền kề các tuyến đường lớn như Hậu Giang và Nguyễn Văn Luông, nằm gọn trong khu dân cư hiện hữu năng động và sầm uất. Với tổng diện tích xây dựng hơn 8.900 m², có 2 block cao 15 tầng, Starlight Riverside mang tới cho khách hàng 560 căn hộ 2 phòng ngủ với đầy đủ nội thất cao cấp nhất, diện tích đa dạng từ 57,10 m² đến 72 m². Với mật độ xây dựng chỉ 38%, Starlight Riverside dành một quỹ đất lớn để phát triển các tiện ích xanh, đảm bảo sức khỏe và môi trường sống cho cư dân với những hàng cây xanh bóng mát, khu đi bộ, thảm cỏ, đài phun nước, công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em.